như thế nào? Anh có lương. À, có lương. À, có tay đầu bếp ở bên Úc cũng như bên Mỹ và các tiểu bang khác nhau thì đang chỉ cho nhau cách bí quyết để cơm mì pha chế những món chấm như thế nào thì nó ngon. Thank you.
khi làm món mì xào như thế này các bà con, thì cái ngon nhất của nó là cái gia vị, ăn nó sao nó vừa ngọt ngọt mặn mặn chua chua thì như là nó ngon. Thì cái gia vị này ăn cho cái nhà đầu bếp đó, họ là cái nước sốt để mà khi mình làm xào. Trong chuyến đi thăm gia đình của Tiến Kiên ngày hôm nay thì mấy đứa nhỏ của mình nó đang ở Cali, ở Hai Hoa, gia đình anh chị Yên, tụi tụi nó ở đây đó có rất là nhiều bạn ngang tuổi với nó, cho nên mấy đứa nhỏ nó ở đó. Còn mình thì cùng anh chị Thúy tới đây để thăm gia đình chú Kim ở bên Oklahoma.